Khi Armenia tưởng niệm cuộc thảm sát 1915, Hoa Kỳ tránh gọi đó là nạn diệt chủng. Tính từ Washington DC, trong khi Armenia đánh dấu 100 năm lực lượng Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ thảm sát thường dân Armenia, chính phủ Hoa Kỳ tránh không dùng từ diệt chủng để mô tả hành động này. Tại buổi họp báo ở tòa bạch ốc hôm thứ sáu. Phát ngôn viên George Ernest nói, Tổng thống Obama hiểu rõ tầm quan trọng của việc thừa nhận 1.5 triệu người Armenia bị thảm sát trong các vụ việc trong lịch sử đầy nhất thế chiến, và Tổng thống tin tưởng vào giá trị của việc thừa nhận những sự kiện lịch sử đó. Trong tuyên bố của Tổng thống hôm thứ Sáu, có dòng chữ in đậm vào tâm trí ông Ernest, đó là dòng chữ Tổng thống viết rằng Hoa Kỳ hoan nghênh mọi quan điểm của Đức Giáo Hoàng, của các sử gia Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia và nhiều người khác tìm cách làm sáng tỏ một chương trình đầy bóng tối của lịch sử. Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận việc giết hại lên đến 1.5 triệu người Armenia trong lãnh thổ hiện nay là của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1915 là giai đoạn đỉnh cao của đệ nhất thế chiến. Cuộc thảm sát hàng loạt bị thế giới lên án là diệt chủng, vì vậy mà quan hệ giữa Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ càng ngày càng xấu đi. Chính phủ Đức là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong Liên minh châu Âu, không ngại sự nổi giận của người Thổ Nhĩ Kỳ khi tham gia các học giả Tây Phương gọi cuộc thảm sát là sự diệt chủng.